Thưa quý vị, dạng sáng nay 20 tháng 11, nhiệt độ xuống 0 độ C khiến cho đỉnh núi cao nhất Việt Nam là Phan Xipang tại tỉnh Lào Cai đã lần đầu tiên xuất hiện lớp băng mỏng trên mặt đất, cây cỏ trong mùa đông năm nay. Khoảng 6 giờ sáng nay, thì lớp băng mỏng hay còn gọi là sương muối đã phủ trắng sàn gỗ, khu đặt biểu tượng Phan Xipang. Và băng duy trì trong khoảng 30 phút khi trời nắng thì tan. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp trường gió đông bắc khô thổi từ mặt đất lên cao nên ban đêm thì nhiệt độ xuống thấp, vùng núi từ 10 đến 12 độ, đồng bằng từ 13 đến 15 độ, còn ban ngày từ 25 đến 27 độ. Trinh lệch nhiệt độ ngày và đêm cao cùng với độ ẩm không khí dưới 50% khiến cho trời hanh khô. Và trong tuần này thì miền Bắc sẽ còn đón không khí lạnh tăng cường, thời tiết duy trì kiểu khô hanh Nhiệt độ ban ngày sẽ tăng hơn khoảng 2 đến 3 độ so với tuần qua, dao động ở mức từ 27 đến 29 độ. Một số nơi núi cao có thể xuất hiện sương muối ảnh hưởng tới cây trồng.